Giao. Tôi là một trăm mau. 0947640046. Dạ, từ. Đây, 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 hôm giá này đây. Từ. Bắt ở trong rộng. Chân vào đây. Bắt bỏ ở trong rộng này ra vượt đi đã. Cầm máy. Đấy đấy. Dồn. Từ, đừng xuống vội. Đấy, một con vào rồi. Ui, chỉ đây nó chạy ra hết rồi. Một con. Đây. Lấy vợt mà hớt. Cắt trên bờ nhẹ nhàng nhé. Cá ngược cắt lên bờ. À, anh em mình chỉ đi bắt cá dúi đất thôi nhá. Tại vì cá dúi đất nó ngon. Đây những con như này này. Đây là cá dúi đất này. Nhưng con này bị người ta kích đờ mất rồi. Nhưng mà vẫn tươi. Đấy, anh em thấy gì chưa? Ở dưới này rất là nhiều nhá. Trong này này. Trong này mình nhiều này. Nhưng mà gai. Chết. Trong này vẫn rất nhiều nhá. Ấy. Ấy, trời, nó ngược lên. Nhưng nó ngược lên anh em ơi. Cái này nó ngược lên. Đây. Đấy, sẵn nằm sẵn nhặt này. Con này sẵn nhặt. Đấy, sống nhá, không phải chết đâu. Lên trên chỗ anh em đã. Ấy, hai cái túi mà, một cái túi nữa đâu. Đúng. Ấy. Đây em làm tổng tổ. Chặn, đúng không? Mày chú phải lấy một cái canh cây để cho người đợi ngược lên này. Ấy. Cả một con rúi, cả một con rúi kia. Chạy đâu cho hết nắng. Em lấy bài để được đấy cho nó yên. Cánh to. Cánh nhỏ ơi. Đấy đấy. Mày. Ui dưới anh cơ. Đây con nữa. Lấy cái túi lên, anh đang cầm mày. Thấy rúi rồi, bỏ rô phi đi. Chết nặng. Ôi, đấy. Vào đâu? Đâu ơi, chưa vào đâu. Con rúi to lắm. Để đắp cái này lại. Con rúi to lắm. Phí thế. Con đấy đẻ trứng. Nhiều phết anh ạ. Nhưng họ đánh kích hết rồi. Ấy bắt con rúi to đi. Con rúi to đâu ấy. Đây nó không đi đâu. Ôi, rúi xuống, anh ơi, xuống. Hả? Đó, đó. Nguyên đổ vào. Đổ vào đi mà lấy vợt vào dùng. Đừng chặn cái kia để đổ đá.
có một con rùi to lắm. Cả đâu vi to. Rùi phí. Đây con rùi to này rồi. Ui. Ui hãy lên đây xem bà bụng béo bụng chích. Ui dồi ôi. Ai? Cái bụng này coi. Có con rùi to đâu em ơi. Thằng Vương lát trượt nó xong. Rùi bé này. Đấy cái này. Ừ. Để em con á. Bắt khu này hưởng sái được. Đang đi hưởng sái của đội kích. Đây. Ui con to lại chưa bắt được nó. Ấy. Ở dưới kia anh đây. Đâu đâu? Ôi, đây dán đây kìa. Ôi. Từ từ nhặt 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 đây đó này, đổ đây này. Đây nhặt đi, nhặt đi. Đâu con to đâu? Đây. Ui đấy, con to đấy. Ôi trời. Hả? Đây. Ta lại đi nhặt tiếp thế. Đây 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 đây. Làm gì vậy? Có cái cứt mà được thì bắt quái đấy. Này. Ôi. Dạ. Nhưng mà chẳng biết làm nào. Mò dễ mò mà. Có mò dễ mò không? Ui anh thích giờ ấy nhận đây rồi. Em sợ nó đầy cái cháy đá. Ui to ấy nhảy lên bờ luôn. Mày ơi. Nhảy lên bờ luôn này. Ôi đây 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 đây. Đây này. Đây. Mày à bự ơi. Trong mấy cái lá lá. Chúng mày lên đây chúng mày. Đây này. Đây này đây này. Ui đây này. Đây đây này. Sẵn nhặt này. Ôi ấy. Đây, sẵn nhặt em ơi. Đây đây đây. Vâng vâng. À đem vượt lên đây Dũng ơi. Ui giời. Có con to đâu ấy. To là con rùi đấy. Không, con rùi to anh. Đây này. Để nhấc cái lá này ra nữa. Phải đặt đấy mà. Có lấy cây kia không? Nào. Không sao đâu. Đây lấy cây mà đập. Đấy, anh để cái này đây. Đấy, đấy xuống đây bắt đầu xuống. Đấy, bắt đầu xuống. Đấy. Không xuống à mày. Không xuống à. Mạnh lên. Rồi, lấy. Đấy. Toàn thuộc vi. Hả? Ờ, được ba con rúi. Nhặt rúi thôi, nhặt rúi thôi. Đấy, em phải nhặt ra đi không nó đấy mất. Không lên đâu luôn. Đây đây đây, xuống này. Bới cỏ ra cho nó xuống. Bới cỏ ra cho nó xuống. Bới cỏ ra xuống. Không không, kệ kệ nó, tự nó chạy ra. Tự nó chạy ra mà. Tí nữa nó ra rồi. Nước nó ra. Phát được con to là sao? Đấy, được mấy con to này. Nhặt đây. Ui. Đấy quăng phát được con to là sao? Đấy đi. À, lấy cái... Đấy đấy, để dồn nó phát. Đây. Đây, nhặt vào túi đi. Đấy. 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 Kia rồi. Em đặt dịch lên đây đi. Nó bị... Để anh nước ra đây không nhỉ? Ăn luôn đi không? Nó ngược lên. Hết rồi. Hả? Đây kìa. Đây đang ra này. Đấy.
nó ra đấy, nó ra đấy, cháu. Ấy, ấy, ấy. Còn hai ba con nữa. Chuẩn bị trong cỏ này nó ra nhé. Cái nước nó ra. Mấy thôi thả nó về thiên nhiên nhỉ. Đấy, đấy, kia đó. Đấy, tự vào, tự vào. Tự vào. Cái này hợp lý đấy. Đấy, đấy, đấy. Tự vào, tự vào. Nó không phải là anh cho nó lên hẳn trên đi. Ừ. Ờ thì cứ dồn dồn dần nó lên trên. Dồn dần nó lên trên. Thì đây rúi. Đây rúi, rúi cả rúi. Đây rúi. Đấy. Ô con rúi to, con rúi. Con rúi to. Vào, vào. Kìa. Kìa rúi, 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 rúi. Ui. Trong rồi, trong giỏ rồi, sao ấy? Không phải. Còn khác rồi. Nào đặt đi, đặt đi để ấy. Đặt đi, một đàn nó lên giúp con kìa, từ từ giúp con này. Đừng, đừng, chạy nó. Đây, 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 đặt nó đây. Đây này. Anh phải cho làm được kia. Dồn. Dồn nó gạch đá sỏi vào đây. Dồn sỏi vào đây, dồn sỏi từ. Ôi giời ơi. Từ dồn sỏi vào đây. Từ từ đã. Từ 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 từ. Hay dồn đi. Ừ, mình tính, mình tính. Dồn sỏi vào đây. Dồn sỏi vào đây. Từ từ nhá. Một đàn đấy, một đàn đấy. Anh phải cho này xuống thấp tí nữa. Ui. Hả? Cho này xuống thấp tí tương. Đấy, vét vét cái đà. Làm cái dòng to ấy, ấy, một chui cổ dưới. Rồi, tạnh lực rồi. Ok rồi. Dọc đi. Đi ra. Rồi. Rồi, lấy nước trong rồi nè. Mạnh nào. Mạnh nào. Mạnh nào. Ở sau rậm rậm tiếp, đập mạnh nào. Ê, cố lên. Ừ. Mạnh nào. Mạnh nào. Được, nhanh, nhanh, nhanh. Trời ơi. Ua. Một đàn luôn nha anh em nhá. Từ từ đi. Một đàn luôn. Nào, bắt đây, bắt đây. Chỉ nhặt. Sẵn nhặt. Từ từ đã, từ từ nhá. Từ từ chúng ta đừng có nước làm nước đục. Từ từ. Hai con này chúng ta chết nhá. Cả bình bông. Có quả rậm này. Ấy, toàn rậm thủng. Thua gì đâu. Thủng. Thủng là do mình không mình không bảo quản được, không để được. Không cắt được. Trên này có không? Chúng ơi. Chúng ơi, trên này có không? Chúng ơi. Xa thế được anh ấy. Xa thế. Cho lên gần gần. Từ từ cho lên chỗ gần gần thôi. Nào nào tránh. Có lợi tránh. Từ từ. Không. Cứ bình tĩnh bình tĩnh. Rồi chặn luôn thôi. Đây này. Ờ. Ờ ok. Nhiều không? Đấy một con xuống, một con xuống. Rồi, xuống cả đàn cơ. Có mấy đâu, ủi nó lại ngược lên rồi. Ủi ủi. Ta thấy có con nào đâu. Đi. Cái con nào ấy. Đang rơi lấy lại tuốt. Ném vào đấy nó xuôi hết lên rồi. Cứ đập thẳng xuống đi. Đang rửa. Ra. Sao mày không đập ngược lên nhỉ? Hả? Bắt đẩy ngược lên. Nó theo nước trắng này. Chơi chơi. Chơi. Từ từ. Lên đem hẳn lên đấy. Đem hẳn lên đấy đi. Đây. Đem hẳn lên đấy. Từ từ đừng đừng. Từ từ từ. Bây giờ làm một cái đấy đi. Bắt khu trên đây. Từ từ. Đó, nào, từ từ làm hẳn một cái. Đây đây từ từ. Đấy. Này kênh không được. Kênh thì mình phải đè cái dưới này. Đó này. Bới những hai bên này ra này. Xem có cái đoạn thủng ra thì lấy ít lá cho vào cái đoạn thủng đấy. Không ra được. Giá được. Hãy để ít lá này vào cho nó dựa trong đúng ngoài không nha. Đây, nhấc. Từ từ. Đấy, lại bắt đầu đặt cái rộng này vào nha mọi người nha. Để chắn hai bên này. Lùa cá từ trên này. Xua đi, xua đi. Nó trong khe ấy. Đây 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 đây. Ra mạnh vào, mạnh vào. 1 2 3. Sục mạnh vào. Con cá dưới đất này nó hay đi ngược nước mọi người ạ.
Trên này là một cái hồ khác, ở dưới này là hồ thủy hải. Ui. Rồi, dưới có cái hầm ấy, ở dưới có cái hầm ấy. Đấy, lên đấy nhặt. Đến đấy nhặt sau. Ui. Đấy, sao lại đặt. Ui. Đây. Đặt vào kia đi anh ngắm. Nhắm lại đặt vào đi. Cỏ đâu nhỉ? Đây đây. Đấy, ui. Cỏ đây. Con này dài này, nhìn như con chấm cỏ anh nhỉ. Đặt vào. Bây giờ mình cứ quẩn cho nó đục nước ở trên kia đi, nó phải suối hết mà. À, cho coi dẫn. Khoái, chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Gãy. Quẩn xong thì mua làm một đầu cầm thế này rộng. Ừ, đấy. Về hàn. Mày chút gãy phải không? Ờ. Thống. Vừa để đây chắc anh nhậm. Đội quân rất ủng hộ. Cái này, chiếc xe ta mau màu hồng chuyển hình màu nâu này. Cái lớp màu ta ra. Ê, cái lúc mà ra cà mau đại ca. Ê, anh gái ơi, chuyển nào anh ơi. Lean Magic. Magic. Ui. Tròn gậy này. Thả nước rồi. Thả nước này vào đây. Cái này là túi cá của mình trong trời mắt. Cho mắt túi cá dưới. Trời ơi, con này mắc cạn to thế là to. Ôi, con này chết. Ui, phí chưa này. Phí chưa này. Đệ trứng này. Chết lâu rồi đúng không? Chết ướn rồi. Đệ trứng rồi. Ừ, của trời đấy. Nhìn xem một cá không biết ngay. Cạn giờ mà, tí nữa mình chờ tí. Đấy, nó bắt đầu xuôi này. Không có mấy. Ờ. Đấy, đàn rúi đây rồi, chặn nó rồi. Một đàn luôn. Đấy. Em đi ra bên này đi em ơi. Hả? Nó thấy đâu nhỉ? Cười đi anh ra bên này. Đấy, nhặt. Mỗi con. Không có được có 3 con. Không được, không được. Ngược không được. Xuôi đi. Đen một chép. Rồi lên. Có cái nịt. Ok nha anh em nha. À, tổng kết của anh em mình ngày hôm nay đây. Đấy, sao?
Sao à? Bên đây là của đội khác ấy. Biết rồi. Bên đây là bây giờ bắt mấy con lên để cắt cơn trước. Đảm bảo là hôm nay anh em mình ra đây vẫn bị hơi muộn mất mọi người ạ. Vì mình lại ra cái chỗ bên kia mất. Chứ không à, bên này đấy. Chắc là ok đấy. Ui đấy. Đỉnh cao của cả dúi anh em nhá. Đấy, một con này mình sẽ bắt mỗi anh em làm con. Đấy. Nhiều mấy con thôi. Cơn. Đấy. Toàn con béo như này. Cá dúi mà kho tương ấy là đỉnh cao của nghệ thuật nhá mọi người nhá. À, cá dúi này anh em mình ra chợ bán ấy. À, người ta bán ở ngoài chợ ấy thì sẽ rơi vào độ tầm 50.000 một cân. Đấy, so với cá rô phi bằng bàn tay thì cá dúi còn đắt hơn. Đắt hơn cả chép ấy. Ờ, đắt hơn cả chép, đắt hơn cả chóp ấy. Này thứ coi, đây có một con nữa này. Mắc này, mắc cỏ này. Cỏ bắt đẳng cấp này. Mắc cỏ này Dũng. Rồi, ok. Làm chục con cắt cơn, muốn cắt cơn. Nhâm. Con này đi. Ấy. Ôi. Có cái tư bẹ như mình đó nhỉ? À, nhắm mày chặt sang kia chặt cái cành tre để xiên con cá. Làm gì có giáo nhỉ? Có, quắm thôi. Quắm mà. Ok anh em nhá. Thấy chưa? Nhìn giống con cá gì mọi người biết không? Giống con cá chấm đen. Đấy. Đấy, đấy. Em đưa con này cho. Được đấy. Không, con này của tao, mỗi thằng một con. Con này của em. Ừ, đây, con này của em. Ừ. Đấy. Này, đấy. Mỗi anh em con nào chặt như con nào. Béo này. Không, con này để hết rồi. Để hết rồi, để cái gì mà nó to thế kia. Ừ. Ta đưa để đấy. Đây. Phần trứng. Con này giống chấm đen thôi. Ừ. Giống giống nhỉ. Ừ. Tự nhiên nhỉ. Ui, nổ trứng rồi, quay 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 cứ được, quay cứ được. To quá. Đây, con này phải nướng từ từ cho thật. Nhâm nó làm gì ấy? Nó cứ ăn té. Ôi, bỏ con ba mấy con ba màu đi. Làm mấy con trông bói thì làm gì cây cây. Về vắt rồi lên đảo vắt rồi lại. Thỉnh thoảng anh em mình cũng hay đi bắt cá, nên cứ lũ là anh em mình sẽ đi bắt cá. Nhưng mà bây giờ toàn đi chậm chân nên người ta kích nhiều quá mọi người ạ. Phải đâu, tại buổi sáng ngủ dậy hơi sớm. Người ta kích nhiều nữa chứ không kích anh em mình ra bắt được thằng tạ. Sáng gọi đi thì cứ còn thiếu nghỉ. Tạ rưỡi. Người ta kích hôm nay phải được thằng tạ. Ồ, như thế xin ít nhỉ? À mà mình xin được. Mình được 40 nghìn một cân đấy. 45 nghìn. Không, sáng nay em thấy cá này đắt nhỉ? Nhiếm ấy. Nhiếm mùa này. Khó tương. Riêng mình ấy, thì mình lại không quan niệm là ngon hay đấy. Cứ to là ngon. Rổ phi rán lên ăn cơm ngon hơn nhiều. Bên cá này rán lên cũng ngon. Rán giòn lên là không bị khó. Có lắng nhỉ? Ý, thằng nào rơi trứng cái kia. Chín rồi. Nhóc. Trứng vừa giữ coi sắp dụng rồi. Tiếp tục dùng coi nhé. Mát chứ. Đấy. Bên trong em có gì to. Không động chạm thân thể nhá. Ôi. Lấy muối đi, lấy muối đi. Nó vừa thôi, nó ngọt. Nhưng mà vừa thì cũng phải chín cái trứng của tao, trứng to lắm. Chú xem cho anh ba con cá nhá. Ôi dồi ôi. Chứ đấy thôi. Ôi dồi ôi. À, bay vàng. Lấy muối đi, lấy muối đi. Ấy, chanh đâu chú? Quên nhau màng. À, muối đâu? Quên mất chú để túi nhỉ. Đằng sau ảnh muối. Được. Thôi, anh em ạ, thế thôi, đúng thế thôi. Đi. Nó cho nó ăn, nó tự làm, tự ăn. Gì? Không làm thì đừng có ăn. Rồi, ok, nhìn con của mình đẻ trứng cho anh em. Mình cạo cho mọi người xem này. Đấy, đó đây. Nhâm cho dịch ra đây, cho rộng. À, nhâm. À, ngồi lên đây, ngồi lên đây. Chung. Đấy. Ui, này mà có nửa lít nha. Thật thì cái cây ngon. Khổng 1 lít kia là đẹp. Cái chai 75 ấy. Ui trời. Cái này mà nhâm cầm đi, nhâm mà thôi. Trứng nó này. Ui, trứng nó chưa chín. Ông em cũng thế. Ông em cũng thôi. Trứng chưa chín. Con của mình đâu nhỉ? Yeah. Trứng nhiều quá. Cạo vàng này. Không được. Cạo nướng thế này phí mọi người ạ.
phải cho trứng nó chín. Đây này, anh em cứ ăn đi. Phải vàng cái đây này. Con mình không có đưng. Con mình không trứng. Ui rồi, thử ra. Ui, chín rồi. Hấp tiêu. Ôi. Không giòn rồi. Ôi. Chín rồi. Chắc không giòn đâu. Ăn cá ngoài đồi ngọt thế nhỉ? Bán này. Không có tí cây cay nhỉ? Chả cây cay. Đây, cây cay ớt được gì nữa. Cay cay. Mở ra cho trứng nó chín, trứng nó đẹ quá anh em ạ. Ừ, của em có ít trứng nhưng mà chín hết rồi. Kệ, em ăn rô phi, anh chỉ làm con chấm đen này là xong. Ôi trời, thôi hỏng rồi. Đừng mau được rồi. Anh đang mau rồi, chẳng thế nào ra gì. Là màu ánh đấy. Tôi đặt trứng. Cạo cái gì nữa mà cạo. Này, lấy cái cửa sổ mà cạo. Ui dồi ôi. Siêu trứng này mọi người. Đây mới là siêu trứng. Đây, cho cạp miếng. Sao cạp miếng? Cạp cái bông thôi. Ui. Ngồi. Ui. Nhìn ở đây. Mình bên đây đúng không? Ừ. Ui, bên này đen chi. Em cạo. Đây này, đây mới là siêu trứng này. Con có nguyên ngọt ngon. Siêu ngọt à. Đây này, trứng này. Nhìn này, siêu trứng này. Ngon mọi người ạ. Trứng nó vừa chín tới, ngon cực luôn. Đây. Nhìn đây. Ừ. Đâu? Ơi. Nhìn đi rồi vạch cho mà xem. Anh chủ xem mắt chỗ này hả? Không, xem mắt hả? Là tất cả mọi người đều thích cái con cá rú này. Mà mình không thích lắm tại vì nó nhỏ xương nhiều á. Nhưng mà ngon. Ngon. Con. Nói chung là ăn cái gì ngoài đồi cũng ngon mọi người ạ. Các bé mau ngon hơn. Có khả năng mình sẽ kết thúc cái clip đây. À, hôm nào có thật nhiều cá, anh em mình sẽ ra bắt cho mọi người xem tiếp này. Sáng mai sao đi sớm cơ. Bây giờ tế về nhà thôi để làm tí cái cây. À vâng. Mưa. Bây giờ đi lựa tiếp. Xem một chỗ nào. Ăn trứng nó ngon nhất. Mắt xương. Để xem có chỗ nào còn cá nữa không nhé mọi người nhé. Anh em mình phải đợi mưa xuống, mưa to, lũ tiếp, cá nó lại lên. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người nhá.